Hướng dẫn số hóa một cửa bằng tool của Ban Cơ Yếu thì đầu tiên anh chị em truy cập vào cái trang ca.gov.vn để mà tải cái phần mềm ký số trên web mới nhất. Đấy, chúng ta kéo xuống bên dưới một tí này và phần tải phần mềm. Đấy. Và tải cái phần số 5. Tùy thuộc vào cái token của chúng ta được cấp là token loại SafeNet, là cái loại cũ nhỏ nhỏ ngày xưa ấy, và BIT4ID ấy, thì chúng ta phải cài thêm cái phần số 3 và số 4. Còn nếu mà chúng ta không thể nào mà xác định được nó là loại nào thì các đồng chí cài cả phần số 3 và số 4 giúp mình. Đấy, đồng chí cài, tải về và cài, nó chỉ có vài thao tác rất đơn giản thôi. Đấy. Tiếp theo là chúng ta sẽ vào cấu hình, nó có cái biểu tượng chữ V đỏ ấy. Chúng ta vào phần tiếp theo, đấy là cái cấu hình hệ thống. Đấy. Với BIT4ID thì cái driver của nó sẽ có hình như kiểu cái SIM như vừa rồi mình kích vào ấy. Đấy, nó hiện ra cái cửa sổ này. Đấy thì mình vào cấu hình như sau. Cấu hình thì cái chỗ sử dụng dịch vụ dấu thời gian ấy, thì chúng ta đặt theo cái máy chủ là http://. Này ca.gov.vn/tsa. Và cái tạo ra một cái mẫu chữ ký cá nhân với tên là tùy mình. Ví dụ như là đặt, mình đang đặt là số hóa tài liệu nhé. Và cái nhãn dán của nó là chọn là thông tin. Đấy. Và chúng ta chọn là chữ ký số cá nhân, lưu lại là xong. Đây là chúng ta có thể là sử dụng cái mẫu này để chúng ta số hóa hồ sơ. Tuy nhiên là để mà nó ngắn gọn đấy thì chúng ta có thể bỏ trường email ở trong đấy đi cũng được. Đấy. Thì nó sẽ trong quá trình mà dán nó ký vào cái hồ sơ PDF ấy thì nó sẽ ngắn gọn. Đấy thì để số hóa thì chúng ta vào cái phần số hồ sơ này, chọn cái hồ sơ của mình, hồ sơ do mình thụ lý ấy. Đấy, xong là chọn, ví dụ như là ở đây là đang lấy cái bộ của cái đồng chí Nông Thị Hà này. Đấy, cán bộ Nông Thị Hà này, xong là chúng ta chọn vào phần số hóa này. Đấy, số hóa thì cái file nào là file PDF thì nó sẽ cho ký số. Mình ấn vào đấy thôi, sau khi cài cái app kia thì nó sẽ cho ra cái cửa sổ ký số này như này. Đấy, nếu mà nó bị ngược cái thì chúng ta có thể vào cái hình mũi tên để chúng ta xoay. Đấy, chọn vào trang cuối cùng này để chúng ta có thể là thực hiện chọn vị trí. Đây, đây. Chọn sang một cái bộ hồ sơ khác nhé, số hóa này. Mọi người lưu ý là cái tài liệu đính kèm nó phải dạng PDF thì chúng ta mới ký được số nhá. Xong là chúng ta ấn ký số này, nó là các file scan mà. Đấy, sau đấy là chúng ta chọn sang file cuối cùng. Đấy, sau đó chúng ta ấn chọn vị trí. Đấy, ấn vào. Đấy, chọn cái tên bộ chữ ký và chọn cái token. Sau đấy là chúng ta nhập mã pin vào thôi. Đấy. Chúng ta nhập mã pin vào và ấn OK. Đấy, và chúng ta kéo sang trang thứ hai. Đấy, đã có thông tin ký. Vậy như vậy là xong, ấn hoàn thành. Đấy, hệ thống nó sẽ đẩy cái file này lên hệ thống và như vậy là chúng ta đã số hóa xong. Có thêm thắc mắc gì thì các đồng chí có thể liên hệ trực tiếp qua Zalo của mình, số điện thoại là 0918
0868616389 nhé. Có gì thì mình sẽ hỗ trợ trực tiếp mọi người. Thì xin chào tạm biệt mọi người. Đây, kết quả đây. Đấy.